Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập vào kênh của Tiến Audio Hải Dương. Hôm nay Tiến Audio Hải Dương xin sơ bộ giới thiệu cùng quý vị và các bạn yêu âm thanh một đôi loa có tên gọi là AR Mỹ TVK 610. Bạn nhìn là tình trạng của loa nhé, còn nguyên bản, có điều là gân thì đã thay. Bát 30, trung 16, check titan. Các bạn lưu ý là mẫu loa này có rất là nhiều biến thể như là 330, 410, 510 và đời này con này là 610. Dòng 610 là có chữ nổi ở trên check titan, còn những dòng kia thì không có chữ nha. Đây là tình trạng của em đó, mặt mũi đẹp sang bóng. Không mất có một con vết gì cả, cạnh sắc nhọn, chân sang bóng. Loa rất lạ, công suất 170, xin lỗi, công suất là của em này là 170W một thùng. Tình trạng sau loa hơi tối một chút, nó không có bất cứ một cái vết nào cả, rất là loa rất là lạnh, hơn 40 cân một thùng nha. Xin sơ bộ giới thiệu cho quý vị và anh em được biết nha. Mọi nhu cầu mua đôi loa này hoặc những đôi loa này chẳng hạn, đó, nghe nhạc karaoke các thứ là gọi điện cho mình ở trên số điện thoại là 0966 603 183 nha, mình đã trên đầu kênh. Còn một chiếc âm ly này là xin nói giá để cho anh em biết là đô la này có giá 13 triệu. AR TVK 610 đời cao, nghe nhạc vàng rất hay, nó chơi được đa loại nhạc. Bát 30 trở kháng rất lớn, cùng lâm châm của nó thì quá là đẹp, hơn mỹ mãn. 13 triệu nha. Còn ở đây là chiếc âm ly Delon BMA 760, còn tình trạng đẹp xuất sắc, hai hồi gỗ hai bên bóng lọc. Bóng lọc luôn nha. Của nó là 230W, chạy 4 đèn pha kem to, công suất là 230W âm ly này nhá. Không nói nhiều nữa, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thẩm âm đôi loa này và chiếc âm ly này nhá. Đây chiếc đầu đĩa Sony. Chiếc đầu đĩa Sony kia có giá 5.500.000 đồng. Bây giờ tôi bật này. Tôi cho bạn nhỏ bạn. Âm ly này rất khỏe, với bạn nhích hướng gần gần 7 giờ thôi mà nó cái loa nó kêu như này rồi. Đi trên bán sung, lời thề kim nhân tám hướng thành đời. Gió vút mây ngàn tàn đến khe núi đâu dễ sơn lòng ơi, đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ấm vòng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa 16 trăm
cho tin ước muốn một ngày nên duyên chúng lá trái mềm. Chúng ta thì phải nói phong cách chúng ta là đồng nhất, được bánh bánh là hay nhất. Vẫn biết xưa rồi rất bánh bánh. Ngàn sau tiếp nối ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Những hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi nắm giữ. Đó sẽ những đêm 16 trăng tròn, con đường mòn đi giữa làng thôn. Bỗng biết lòng mình thương quá, thương quá. Rồi chúng ta cùng thở không? Chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặt mà đẹp hơn cả áo dài như xếp áo thư sinh. Tôi đã lên đường vì đã chọn thư lệnh tình tám ở đây. Với lại vừa rồi tôi giới thiệu một cặp Oppo M6 2 mã, tôi đã bán cặp trước rồi, còn bây giờ tôi lại mới lấy một cặp nữa, xin giới thiệu cùng anh em để lựa chọn. Oppo M6 2 mã, mát 32, mặt giấy gần mút, mặt chung cờ check, nhìn rất là mẫu, có thể tích thùng rất lớn, có vây tinh chảy nhỏ phía cuối. Với là Oppo M6 2 mã này có giá bán là 9.500.000 đồng nhá, còn tình trạng còn đẹp nguyên bản, có xăng không? Cả tinh tùng rất lớn, rất lạ, bát rất khủng, nghe nhạc vàng khỏi nghĩ, nhưng tất nhiên là nó không bằng ngang rồi kia rồi. Và còn đây là một đôi loa anh, loa Pedate. Con này là ba dòng loa Pedate là 3190 nhá. Đôi này nghe nhạc và hát karaoke rất là hay. Nó có hai bát là hai chén, một chắc trung và một chắc cao, nghe nhạc vàng thì rất là êm. Nó được sánh ngang với dòng boss Mỹ, nghe không cùng kém thì boss Mỹ nha. Giá của đôi loa này là 6 triệu đồng. Những sản phẩm mà tôi đã đăng lên mạng và bán, tôi nghĩ là chắc là rẻ nhất so với giá thị trường, là bảo rẻ nhất và hàng nguyên zin luôn. Còn đây là dòng loa rẻ tiền, có thể KK nằm non đời. Đây là đôi B bằng M bát 30, hai cái pin có thể hát karaoke thì không phải nghĩ nhá. Và hai hồi gỗ rất đẹp, bóng đọc nguyên bản, giá 2 triệu đồng. Còn đôi da vua bát 25 này giá 1.800.000 đồng. Ở đây xin sơ bộ giới thiệu lại cho anh em được biết rằng là siêu phẩm âm ly điện thoại Tiller SX780 dòng Recyber cổ. Đó là ở trước là tôi bán, tôi phải con tung lên mạng, tôi bán một chiếc âm ly này giá rẻ bởi vì là nó không còn nguyên bản của nó, nhưng mà em này thì là tôi mới nhập về là còn nguyên bản nguyên zin luôn. Xin sơ bộ giới thiệu anh em thế nhá, Tiller SX780 dòng Recyber cổ, bắt đài em cho tiếng nhạc rất hay. Nói dòng Recyber cổ thì ai cũng biết đến rồi. Còn đây là em xuất Mỹ nhá, hàng Tiller sản xuất tại nước Nhật Bản nhưng mà xuất nhập thẳng vào thị trường Mỹ vì nó điện của nó là 120. Còn giá bán em âm ly này là 9.500.000 đồng. Còn dưới là đan đo cũ vẫn còn, giá 1.500.000 cho quý vị KK nghe nhạc. Chiếc đầu Sony có giá 5.500.000 đồng nhá. Sony có cả băng này, cửa băng dây ngày xưa á, nhưng mà bây giờ không ai dùng cửa băng nữa.
chúng ta có thể dùng đĩa. Em này chạy đa thể loại đĩa, đĩa nào cũng nhập CD rồi các kiểu, không tà điểu luôn. Đây là tiếng nhạc của Afinity ở trên cùng. Còn dưới em đó là cái khăn của nó, cái khăn là của Audio 16 Alama nha. Đây là một cái loa dưới cùng là B và cái ghép B và 2 triệu. Và đôi dòng loa là giá 1.8 triệu. Còn ai có nhu cầu mua cục trầm này, cục trầm này giá 1.5 triệu nha. Hùng là hùng bay vào vây kép, nhưng mà loa mắt của nó là mắt kín nhá, nghe tiếng khỏi chê không. Bán hàng nguyên zin, mắt nào bán mắt đấy. Tại sao cái trầm này có giá cao luôn? Bởi vì nó đang sở hữu mắt lên hai lâm châm, hai từ lâm châm nhá. Nó giống như là bay vào bên của rất khủng to, rất là riêng đặc biệt là cục trầm. Còn bây giờ chúng ta mời các bạn chúng ta thẩm âm một chút về đôi loa này. A và T và VK 610 đến từ Mỹ. Âm đi đen non 760 230W, 2 hồi gỗ 2 bên, tình trạng còn đẹp sáng quắc. Nhìn chung loa còn đẹp giá mà, không có bất cứ một vết nào. Đôi loa này hiện tại tôi đưa lên cho bán là giá để nhập thị trường rồi. Tôi xin được tạm dừng clip ở đây. Mọi nhu cầu quý vị muốn tham khảo và muốn mua bán những sản phẩm loa và âm đi thì xin hãy gọi điện cho tôi số điện thoại 0966 603 183. Và bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn.